chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình có cho mặt tại chùa Làng Cháy ngang để xem cái lễ tổng kết ở chùa nha. Thank you.
đại học ở xa tôi chung đo thôn thôn trong nông thay giam của ông thêm vào phòng rồi tôi đang ngồi chung đo thôn thôn là bảo kia đâu biết được không chúng tôi